6. Tài sản vô giá cha mẹ nên dành cho con cái. Kính thưa quý vị, người làm cha làm mẹ đều muốn dành tặng cho con cái những gì tốt nhất. Đây là tình yêu cơ bản nhất mà cha mẹ dành cho con. Thế nhưng, ngoài những thứ vật chất bề ngoài này, cha mẹ cũng nên để lại cho con 6 loại của cải không thể mua được bằng tiền. Vậy thì 6 loại của cải mà các bậc cha mẹ nên dành tặng cho con cái là những gì? Thứ nhất, tình thân. Đối với một đứa trẻ mà nói, sự gần gũi, yêu thương của cha mẹ, những người thân trong gia đình luôn là thứ tình cảm ấm áp nhất. Nó sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ nhất trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ. Có một tâm lý học gia đình từng phỏng vấn rất nhiều thanh thiếu niên từ 15 tới 20 tuổi. Ấn tượng sâu sắc nhất của bạn đối với cha mẹ mình là chuyện gì? Có một người được phỏng vấn thích thú trả lời. Vào 5 năm tuổi, có một lần tôi và em trai tan học, ngồi trên bậc cầu thang chờ mẹ tới đón chúng tôi. Mẹ tôi ngay từ khi bước vào cổng đã dang rộng hai cánh tay, mỉm cười chờ đón chúng tôi. Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng cũng có người được phỏng vấn lại nói một cách lạnh lùng: ba mẹ tôi suốt ngày chỉ cắm đầu vào điện thoại, họ vốn dĩ không quan tâm tới tôi. Bạn có thể tưởng tượng được hai loại trải nghiệm khác nhau đối với cha mẹ của hai người nọ sẽ tác động tới cuộc đời họ như thế nào. Thế nên ba mẹ ơi, khi ba mẹ có thời gian ở bên cạnh con cái, đừng ngại tạm gác chuyện nhỏ nhặt để cùng với con cái tạo dựng ký ức đẹp đẽ. Đừng để lại sự hối tiếc trong lòng đôi bên. Muốn con cái thông cảm với sự vất vả của mình, thương yêu gia đình, thì sự gần gũi của cha mẹ là cách làm duy nhất. Thứ hai, sự biết ơn. Trong thời hiện đại, có rất nhiều người không cảm nhận được hạnh phúc của mình. Chỉ hơi không như ý là oán trời trách đất, oán cha mẹ, oán người khác. Họ cho rằng tất cả mọi chuyện mà người khác làm cho mình đều là lẽ đương nhiên hết. Nhưng thực ra trên đời, chỉ có cha mẹ mới là người tốt với bạn vô điều kiện, cho bạn mọi thứ mà không đòi hỏi gì hết. Thế nên, cha mẹ phải biết dạy con biết ơn và trân quý những gì đang có. Có như vậy, đứa trẻ mới không trở nên ích kỷ, tư lợi, biết hài lòng với cuộc sống của mình. Thứ ba, gần gũi với thiên nhiên. Rất nhiều cha mẹ lo lắng con mình bị thương, luôn gò bó con mình ở trong nhà, nhưng chưa từng nghĩ tới thiên nhiên cũng là môi trường giáo dục tốt nhất. Chẳng thế mà nhà tâm lý học Lý Tử Huân từng nói rằng: học 100 tiết học khóa mầm non không bằng đưa con đi gần gũi với thiên nhiên. Thiên nhiên là sân vận động tự nhiên của các trẻ nhỏ, không chỉ có thể mở mang tầm nhìn của trẻ, còn có thể bồi dưỡng tâm lý tò mò của con, nảy sinh lòng thương xót của con đối với sinh mạng của thực vật và động vật. Ngoài ra còn giúp con có được trạng thái học tập tốt hơn. Nếu bạn để ý sẽ thấy, những đứa trẻ chán học rất có thể là lúc nhỏ được chơi đùa rất ít. Thứ tư, yêu thích đọc sách. Đọc sách là một thói quen vô cùng tốt, giúp tăng thêm kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn. Thế nên, để mà nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ, cha mẹ nhất định phải cung cấp cho con không gian đọc sách tốt nhất, thường xuyên đưa con đi tới tiệm sách và thư viện, giúp con yêu thích việc đọc sách. Bản thân cha mẹ cũng phải làm gương cho con bằng cách tự rèn luyện mình thói quen đọc sách. Nếu như đứa con có thể tìm được một vùng đất bình yên của tâm hồn trong văn chương, thì có thể xem đây chính là sự giàu có trong tinh thần mà hiếm ai có được. Thứ năm, hiểu biết lịch sử. Đừng ngại đưa con đi tham quan viện bảo tàng, để con có thể cảm nhận được không khí lịch sử ở đó. Nhìn thấy những đồ vật, dụng cụ cũ kỹ, có từ các niên đại khác nhau, được gìn giữ trong khi thế giới không ngừng thay đổi, sẽ khiến cho trẻ cảm nhận được sức hấp dẫn của lịch sử. Điều này không chỉ giúp ích cho việc học của con, mà còn có thể làm cho phong phú trải nghiệm cuộc đời của chúng. Thứ sáu, chịu được khổ. Nhà tâm lý học nổi tiếng Maslow từng nói: trắc trở đối với đứa con mà nói chưa chắc là chuyện xấu, mấu chốt nằm ở thái độ của nó đối với trắc trở. Bạn phải biết là cha mẹ nào
cũng không thể cả đời đi theo con cái, càng không thể chăm sóc con cái cả đời. Cho nên nếu hôm nay bạn không nỡ để cho con phải chịu khổ, tri thức và kinh nghiệm mà con có được sẽ rất ít, thì trong tương lai, khả năng chịu khổ của con sẽ càng kém. Thời gian trước, thời sự từng đưa tin, hai cha con ở Lạc Dương đi bộ hết 400 km đến Tây An. Đứa con 10 tuổi đó có cha mình làm gương. Hai người vừa lau mồ hôi vừa đi bộ, không ai kêu mệt. Cuối cùng chinh phục hết toàn bộ hành trình. Mà đoạn trải nghiệm cuộc đời này sẽ làm mạnh tâm lý trắc trở của con, giúp nó sẽ không dễ dàng đầu hàng khi gặp khó khăn trắc trở. Có một câu chuyện rằng, xưa có ba người cha thường xuyên vào trong chùa cầu phúc cho con trai. Ngày tháng lâu dần làm cảm động Bồ Tát. Rồi một hôm, Bồ Tát hiện lên, cho phép bọn họ từ trong vô số báu vật, mỗi người chọn một món mang về tặng cho con trai. Người cha thứ nhất chọn một cái chén bạc nạm đầy đá quý. Người cha thứ hai chọn một chiếc xe ngựa nạm đầy vàng ròng. Người cha thứ ba chọn một bộ cung tên bằng sắt. Tài sản vô số không bằng một nghề trong tay. Đứa con trai có được chén bạc đắm chìm vào ăn uống. Đứa con có được xe ngựa thì thích đi nghênh ngang trên phố. Còn đứa con có được cung tên thì suốt ngày ở trong núi săn bắn. Nhiều năm sau, ba người cha đều qua đời. Đứa con thích ăn chơi ngày nọ, đem chiếc chén bạc đi bán. Đến khi mà tiêu hết tiền, không biết làm gì đành đi ăn xin. Đứa con thích khoe khoang mỗi ngày, đều cạo một chút vàng trên chiếc xe ngựa ra tiêu xài. Đến khi mà xe ngựa hết vàng, đành đi làm mướn cho người ta, sống vất vả qua ngày. Còn đứa con được cha tặng cung tên, đã luyện được công phu săn bắn tốt, thường xuyên vác con mồi trở về, cả nhà có cái ăn cái mặc. Đọc xong câu chuyện này, có phải cũng làm cho bạn hiểu ra chút gì rồi không? Sáu loại của cải ở trên, người làm cha làm mẹ, mau để lại cho con bạn đi. Hãy nhớ kỹ, tài sản vô số không bằng một nghề trong tay, một bụng kinh luân không bằng một ý nghĩ tốt trong tâm. Lời Phật dạy: dưỡng tâm để thay đổi vận mệnh. Kính thưa quý vị, người xưa có câu: tướng đàn bà con gái thường hiển lộ, tướng đàn ông con trai thường ẩn tàng. Nghĩa là vận mệnh của người phụ nữ dễ dàng biểu hiện ra bên ngoài, thông qua nét mặt, dáng đi, cách ăn nói. Những bài học làm người và cách xử thế dưới đây sẽ mang lại cho bạn cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn. 1. Luận về xử thế. Chớ nên vui đùa quá chớn, bởi lời nói đùa đôi khi có